Hello mọi người nha, trên tay với anh em một chiếc máy ảnh Canon R. Hôm nay mình sẽ trên tay cùng anh em một chiếc body. Hiện tại bây giờ thì chiếc R này thì giá rất là tốt rồi. Giá em này thì khoảng hơn 20 triệu một xíu thôi, khoảng 23, 24, 25 triệu tùy từng hình thức máy đẹp hay xấu ạ. Thì trên tay của mình đây đang là một cây R còn khá đẹp luôn, anh em có thể thấy nhìn thấy là nguyên sần này, cũng như là seri vẫn còn nguyên si nhá. Đấy. Và phần trên thì vẫn rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây phần phía trước này cho anh em xem. Phía trước thì chúng ta có logo R và cao su vẫn còn rất là ngon luôn. Đấy. Phần trên thì chỗ này nó hơi bị oxy hóa một xíu, nhưng mà thực ra nó không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của máy. Máy thì vẫn rất là ok. Hôm nay mình sẽ trên tay với anh em một chiếc body và hướng dẫn mọi người setup cái máy Canon R này để chụp ra màu đẹp nhá. Rồi, việc đầu tiên thì anh em bật máy cho mình on lên một cái. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ mà anh em chuyển sang chụp. Ở đây thì chuyển sang chụp anh em bấm vào info một cái. Đấy, hoặc anh em bấm vào đây này. Đó, ok. Mình sẽ chuyển về tiếng Anh để chúng ta set up cho nó dễ. Anh em, một số anh em không có tiếng Việt. Còn những anh em nào có tiếng Việt thì anh em có thể chuyển sang tiếng Anh để làm tương tự nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào máy ảnh, sau đó thì anh em vào cho mình cái phần ở đây thì mình để độ sáng màn hình là 5 nhé. Anh em để 5 thì mình, nhưng mà mình làm video thì mình sẽ giảm xuống 3 hoặc 2 để cho anh em dễ nhìn. Rồi, và chúng ta sẽ quay trở lại với tab hình máy ảnh đầu tiên. Ở đây thì mình set up RAW với lại M. Nếu như anh em mà không xài RAW ấy, thì mọi người chỉ cần xài JPG thôi là đẹp lắm rồi. File giờ rất là ok nha các bạn. Đấy. Cái phần đua pixel RAW này thì anh em mà thích đua pixel mà thích file nó lớn một tí ấy, anh em enable lên cho mình. Ví dụ như cái này là 30 chấm thì chụp file RAW nó khoảng 30 MB, nhưng mà các bác mà bật cái đua lên thì nó khoảng 60 MB. Đấy, thì đây thì mình khuyên anh em là không nên bật. Còn bác nào mà thích lặng mà về nhà sửa cho nó nhanh đầy ổ C, nhanh đầy bộ nhớ thì các bác bật nó lên nhá. Còn em mình khuyên anh em là tắt. Đây. Rồi, ok các bác, xong đó thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần xem hình ảnh. Một số anh em thì không cần thiết xem, một số anh em tiết kiệm pin muốn chụp được nhiều ảnh thì các bạn tắt nó đi. Còn nếu mà bác nào muốn xem lại thì bấm vào 2 giây, em thì em thích chụp xong em xem luôn. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần auto lighting optimizer. Cái chỗ này thì khuyên các bác là bật lên standard hoặc là bật 2 lên cho mình nhá, để chụp. Hôm qua như trong cái video của bạn kia là em bật 2 nha các bác nhá, auto lighting optimizer em bật 2 luôn, là lớn nhất, chụp ra màu rất đẹp luôn. Đấy. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần qua ba lần hôm qua của bạn gái kia thì em cũng để là AVB. Còn cái phần màu này em để hơi hồng hồng, xanh xanh, tím tím một tí. Bởi vì da người Việt mình là đỏ với vàng thì mình sẽ chuyển sang hồng này. Đó, ok các bạn. Như vậy là xong. Cái picture style thì em không để standard mà em để portrait. Portrait thì anh em chọn info để chúng ta chỉnh. Ở đây thì mình cứ cho nét nó mapping luôn đi. Đấy. Em cho nét nó mapping rồi. Và contrast thì em sẽ để cho nó khoảng -1 thôi. Contrast trừ nhiều quá thì nó mù. Và saturation cũng -1, còn color tone thì +1 nha các bác. Đây là cái setup của em. Còn setup của anh em có thể tham khảo. Cái setup này đôi khi nó cũng không giống bởi vì mỗi người sẽ một màu da khác nhau. Thì đó, đây là cái setup của em. Rồi. Và chúng ta sẽ đến cái phần mà khử nhiễu ISO rồi khử nhiễu ISO cao, em tắt nó đi nha các bác, off nó đi, disable đi để cho chi tiết nó ngon nhất nhá. Trên dòng máy khác như kiểu dòng Z5, Z6 hay Z7 hoặc là dòng Sony thì anh em cũng tắt nó đi. Rồi ok các bác, tiếp đến là sang phần AF. Phần AF thì ở đây em sẽ chọn là AF L tracking này, cũng như là fade detection này thì em sẽ bật mắt lên. Đó, như vậy là ok các bác nhá. Rồi, như vậy là xong. Còn những cái vùng khác thì ok, em để như vậy luôn. Sau đó thì vào setup vào trong cái hình cái clay. Các bác chọn bật cho em cái lên. Các bác chọn bật cho em cái setting info bit. Các bác ví dụ như ở đây các bác chọn cho em là cái hip này. Đây thì em bật là 3/3. Đó. Như vậy là xong và chúng ta cắm thẻ nhớ vào và đi chụp thôi ạ. Rồi, như vậy là em đã setup xong con Canon R một cách nhanh chóng nhất.
Còn wifi thì hôm trước em mới lên có cho anh em con Canon 800D. Bác nào mà muốn setup wifi thì comment cho em ở bên dưới nhá. Rồi xin chào các bác. À, firmware thì hôm sau sẽ lên update cho các bác một cái firmware, con này lên 1.8 rồi, con này vẫn 1.7. Chút nữa em sẽ lên video hướng dẫn anh em update có firmware 1.8 cho con giờ nhá. Đây là một cái video setup máy ảnh Canon EOS R cho anh em. Nếu như mọi người mà em muốn chụp nó kiểu xịn sò một chút xíu, cũng như là anh em có thể chụp ra nó hồng hồng một xíu ấy, thì anh em tham khảo cái clip này của em nhá. Nếu mà anh em đang cần máy ảnh, muốn mua bán trao đổi lên đời, hay là anh em muốn đổi từ Canon sang Sony hay là từ Canon sang Nikon, thì anh em có thể ghé Vương Giang Camera. Địa chỉ của cửa hàng em là nhà số 7 ngõ 161 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Rất hân hạnh được phục vụ anh em. Anh em thấy hay đừng quên cho mình xin một sub, một like, một share và một bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhá. Rồi xin chào anh em, hẹn mọi người trong những cái clip lần sau. Anh em quan tâm điều gì mọi người cứ comment ở bên dưới nhá.